Chào các bạn đã quay trở lại với học NXT Network Modeling. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người hai công cụ đó là Make Core Plan và Make Core Schedule. Mọi người dễ dàng tìm trong phần More ở tab Relate, đó là Make Core Plan và Make Core Schedule. Đối với Make Core Plan cho phép mọi người đó là duy trì một bề mặt về đồng phẳng với một bề mặt phẳng khác. Thì nó chỉ sử dụng được cho những bề mặt là bề mặt phẳng nhé, không sử dụng được cho bề mặt surface. Ví dụ ở đây mình muốn là duy trì một cái trong cái số motion phase là cái bề mặt duy trì về cái bề mặt terrain phase, đó là cái bề mặt cố định. Ví dụ ở đây mình sẽ duy trì từ bề mặt này để đồng phẳng với bề mặt phẳng này. Đó thì mọi người thấy sẽ nói sẽ bề mặt motion sẽ duy trì để đồng phẳng với bề mặt stationary nhé. Tương tự ở đây mình muốn là bề mặt này nó đồng phẳng với bề mặt này, đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng một công cụ này rất cũng khá là hay. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người một công cụ nữa, đó là Make Core Schedule. Make Core Schedule là chúng ta làm cho những bề mặt trụ nó đồng tâm với nhau. Ở đây chúng ta thấy các bề mặt trụ phía trong và phía ngoài của cái khối trụ lồi lên nó không đồng tâm. Chúng ta di chuyển bề mặt motion phase nhé. Motion phase là bề mặt sẽ di chuyển về để đồng tâm với bề mặt stationary. Ok, stationary mình chọn đây. Đó. Apply. Tương tự chúng ta cũng có thể là làm ngược lại. Đó là bề mặt phía ngoài sẽ di chuyển để đồng tâm với bề mặt phía trong. Thì thao tác chúng ta tương tự nhé. Ok. Thì đó là hai cái công cụ mà mình muốn hướng dẫn mọi người